Hoa hậu Khánh Vân mang theo 15 vali sang Mỹ chinh chiến Miss Universe 2020, Á hậu Kim Duyên và fan có mặt cổ vũ. Hoa hậu Khánh Vân đang được rất nhiều người kỳ vọng sẽ làm nên chuyện tại Miss Universe 2020. Tối ngày 2 tháng 5, Hoa hậu Khánh Vân đã có mặt tại sân bay Tân Sơn Nhất khởi hành đi Mỹ tham dự đấu trường nhan sắc quốc tế Miss Universe 2020. Khánh Vân lần này vô cùng tự tin và được kỳ vọng sẽ đem về thành quả tốt nhất sau vị trí top 5 và top 10 Miss Universe mà đàn chị Hân Nhi hệ Hoàng Thủy có được. Xuất hiện tại sân bay, người đẹp diện trang phục đặc biệt màu trắng với họa tiết là hình trái tim được chính fan và các nàng hậu vẽ. Chia sẻ về ý nghĩa của trang phục, Khánh Vân cho biết những trái tim này tượng trưng cho hy vọng, tình cảm của mọi người, chắc chắn sẽ đem đến may mắn cho cô. Được biết, Khánh Vân mang 15 chiếc vali để sang Mỹ chinh chiến, trong đó là trang phục dạ hội, quốc phục cũng như phụ kiện trong suốt những ngày dự thi nơi đất khách. Tại sân bay, Hoa hậu Khánh Vân, Á hậu Kim Duyên và rất nhiều người hâm mộ đều có mặt tiễn Khánh Vân. Tất cả đều đeo khẩu trang đảm bảo an toàn mùa dịch. Video đang hot. Hoa hậu Khánh Vân đã có mặt tại sân bay để lên đường đi chinh chiến Miss Universe. Á hậu Kim Duyên cũng có mặt để cổ vũ Khánh Vân. Rất nhiều người hâm mộ đã có mặt để tiễn Khánh Vân sang Mỹ. Hoa hậu Khánh Vân được kỳ vọng sẽ làm nên chuyện tại Miss Universe 2020. Trước giờ lên đường đến Mỹ, Khánh Vân chém trễ có mặt trong BXKH uy tín tại Miss Universe 2020, vị trí còn rất đáng kỳ vọng. Khánh Vân được kỳ vọng sẽ làm nên chuyện tại Miss Universe 2020. Chỉ còn ít giờ nữa, đại diện Việt Nam Khánh Vân sẽ lên đường đến Mỹ để tham gia cuộc thi Miss Universe 2020. Khánh Vân hiện đang là nhan sắc nhận được nhiều sự ủng hộ của công chúng. Dù cách đây ít ngày cô vẫn còn vắng mặt trên các BXKH quốc tế nhưng thật bất ngờ hiện tại, nàng hậu đã bứt phá và leo thẳng lên vị trí thứ 7 của chuyên trang uy tín Miss Universe Tờ Rẻ Đại Chỉ Ẩn. Mặc dù bảng xếp hạng của Miss Universe Tờ Rẻ Đại Chỉ Ẩn không ảnh hưởng trực tiếp tới kết quả của cuộc thi nhưng đây là tín hiệu đáng mừng, nợ tì rèn kỳ vọng vào một thành tích tốt của Khánh Vân tại cuộc thi sắp tới. Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi video clip. Nếu hay, quý vị hãy chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ kênh càng ngày càng phát triển. Xin trân trọng cảm ơn quý vị rất nhiều.